Ngày 8 tháng 6, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, thu hồi đối với các dự án không khả thi, quy hoạch nhiều năm nhưng không thực hiện. Ngoài ra, đề xuất chấp thuận chủ trương xây dựng đề án đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn thành thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý, chuyển lên quận hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh không quan trọng. Điều quan trọng là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phát triển. Đối với những đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 9 lĩnh vực, 35 vấn đề lớn nhỏ, huyện Hóc Môn đề xuất tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ đạo giao cho Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành có trách nhiệm cùng với huyện Hóc Môn tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời thống nhất với đề xuất kiện toàn, củng cố lại tổ công tác, phối hợp quản lý nhà nước về quy hoạch trên địa bàn huyện Hóc Môn. Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu huyện Hóc Môn tiếp tục triển khai 4 chương trình trọng điểm mà nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, giảm các khâu làm trực tiếp của đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự.